Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong những đợt tư vấn du học và du lịch các nước, có một lịch sử lâu dài và tự hào về sự xuất sắc trong ngành giáo dục. Trường cao đẳng Saint Catherine là một cộng đồng giáo dục trung học được thành lập năm 1953, tọa lạc trên một khuôn viên rộng lớn và hấp dẫn trong vùng ngoại ô. Sinh viên của trường được thưởng thức một khuôn viên giống như một biên giới vùng biển của cửa San Clemente, với các lĩnh vực vui chơi rộng rãi và các thiết bị học tập đẳng cấp thế giới. Sinh viên nội trú của trường thưởng thức một số nhà trọ tốt nhất tại Auckland, với các điểm tuyệt vời, với các cửa sông và dễ dàng tiếp cận với các cơ sở tuyệt vời của trường. Và để cập nhật thông tin mới về các chương trình học cũng như thủ tục nhập học tại trường, các bạn vui lòng liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất qua hotline 0996277629 và 0166515271. Trường có nội trú là một môi trường sống thoải mái và một nơi yên tĩnh để làm việc là rất cần thiết khi học tập xa nhà. Sinh viên nội trú của trường luôn được chào đón trong môi trường, cộng đồng gia đình, nơi họ được hỗ trợ bởi một đội ngũ nhân viên có tay nghề cao và chu đáo. Nội trú có sẵn hoặc như nội trú dài đầy đủ hoặc nội trú hàng tuần, tất cả nhân viên đều quan tâm. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong các trường cao đẳng, những người hiểu các nhu cầu đặc biệt của sinh viên sống và học tập xa nhà. Sinh viên nội trú của trường đến từ các nước xa xôi như là Đức, quần đảo Solomon và Trung Quốc, một số từ gia đình nông thôn ở New Zealand và một số chỉ đơn giản là sống quá xa trên Auckland để hàng ngày đến trường bằng xe buýt. Nhiều lựa chọn để sống, để tránh đi lại hàng ngày hoặc để tận dụng lợi thế của trước và sau khi cam kết học ngoại khóa. Cộng đồng gần gũi gắn bó và trở thành tham gia với nhiều khía cạnh của cuộc sống đại học. Họ có xu hướng tham gia tích cực trong nhiều hoạt động văn hóa thể thao và trên cung cấp học tập. Các sinh viên nội trú có lợi thế thực sự. Thời gian chuẩn bị mỗi buổi tối cung cấp một giám sát thời gian yên tĩnh để làm bài tập và nghiên cứu, để hỗ trợ sinh viên nội trú với công việc của họ. Đối với nhiều người, điều làm này là một sự khác biệt đáng kể cho quá trình học tập của họ. Hỗ trợ thêm cũng có sẵn cho sinh viên quốc tế mà tiếng Anh là tiếng ngôn ngữ thứ hai. Đối với các bậc cha mẹ làm cho một lựa chọn tích cực cho con em học tại một nền giáo dục chất lượng, trường nội trú có thể rất bổ ích. Nội trú trở thành một phần của một gia đình mở rộng. Họ được khuyến khích đóng góp và thêm giá trị cho cuộc sống gia đình chia sẻ của họ. Độc lập và lòng tự trọng được thấm nhuần cùng với phẩm chất của sự tôn trọng và lòng tốt. Tới trường St. Catherine College là một trường tư nhân với học phí chi trả tự do ở Auckland, New Zealand. Luôn chào đón sinh viên quốc tế từ 7 đến 13 năm, tuổi từ 11 đến 18, trường tọa lạc trên một khuôn viên đẹp không xa sân bay quốc tế. Và hiện nay trường có sinh viên đến từ các nước như là Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và các đảo Thái Bình Dương trong nhà nội trú của trường. Sống cùng với sinh viên New Zealand, nó không mất nhiều thời gian cho sinh viên quốc tế để giải quyết, làm cho bạn bè và đi đến đánh giá cao nhiều lợi ích khi học tập tại New Zealand. Và khi cần được hỗ trợ các thủ tục về hồ sơ du học, điều kiện nhập học ở New Zealand cũng như là các nước khác như là Mỹ, Úc, Singapore, v.v. các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 và 0166515271, hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tân đại dương.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Đến với chương trình chia sẻ qua du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Thiên Phúc, vừa nhận được visa du học New Zealand. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện nhé. Chào Phúc. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Trần Thiên Phúc. Mình hiện đang là sinh viên của trường Đại học Hansen. Mình 24 tuổi. Hiện tại thì mình vừa mới nhận được visa của bên New Zealand. Và mình sẽ đi New Zealand trong tháng 9 này. Mình có sở thích cá nhân là xem phim, chơi game, nghe nhạc, thỉnh thoảng mình cũng đi đá banh với các bạn. Vậy thì qua bên New Zealand mình sẽ học trường gì bên đó em ha? Em sẽ học trường Media Design School. Trường này chuyên về 3D, thiết kế đồ họa và nói chung là những cái mạng về ảnh. Em sẽ chọn học ngành về ngành thiết kế 3D. Vậy là một trong những cái ngành thế mạnh của trường. Dạ.
Vậy em chia sẻ với các bạn là cái kế hoạch học tập của em á, khi mà học ở sân ở New Zealand thì như thế nào? Trước hết thì cho em chưa đủ điểm IELTS cho nên em sẽ học tại một trường Anh văn trước khi em học chuyên ngành tại trường. Về học Anh văn thì em sẽ học ở đó 3 tháng, sau đó em sẽ chuyển tiếp vô học tại chuyên ngành của trường 3 năm. À, lúc nãy em có giới thiệu là em sẽ nhập học vào tháng 9 này. Dạ. Thì không biết là mình đã chuẩn bị hành lý của mình tới đâu rồi? Thì em cũng chuẩn bị những vật dụng cơ bản của em, và em cũng mang thêm nhiều bút chì ngòi, giấy A4. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Ban đầu thì chị Huệ đưa em một list rất là dài, em cảm thấy khá vân vân. Nhưng mà sau đó em chia nó ra xong rồi em đi nộp nó theo từng phần thì em thấy cũng không có nhiều lắm, cũng là những giấy tờ cơ bản cần thiết để đi du học. Chị Huệ rất là nhiệt tình, chị hay chị hay hối em làm nhanh để kịp tiến độ chứ không có để dây dưa, tại vì em còn nhiều việc khác cho nên em chỉ có thể rảnh vào cuối tuần, cho nên việc làm giấy tờ cũng mất em khá nhiều thời gian. Em thấy các anh chị rất là thoải mái, cởi mở, vui vẻ. Vậy là cái dự định của em sau khi học xong tại New Zealand thì như thế nào? Dự định là sẽ trở về đây để làm việc. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Phúc trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ha. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em sẽ đạt được những cái ước mơ trong tương lai của mình. Dạ, cảm ơn chị. Chương trình chia sẻ mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học thì các bạn hãy liên hệ với Tân Đại Dương theo địa chỉ quận 1, quận 5 hay là Nha Trang. Để tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.